Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi The Vogue, sản phẩm đã được nhiều tiệm nail ở Hollywood dùng cho những khách hàng celebrity trong thời gian qua, đã có số doanh thu cao nhất. Với sản phẩm The Vogue, tiệm nail của bạn thu hút hàng ngàn khách hàng nhanh nhất, tiền thiếp thợ được nhân cao nhất đã được chứng minh. Tiệm nail của bạn phải thành công ngay ngày đầu tiên khi bạn sử dụng hệ thống The Vogue Nail Supply. Gia Hưng Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Steven Trans Financial, quý khách muốn mượn tiền để mua nhà hoặc refinance nhưng không có việc làm, không có income, gọi ngay 714-791-2222. Nếu tiền lời không rẻ nhất thì không phải là Steven Trần. Dược mỹ phẩm thương hiệu công thức độc quyền D1 by Tâm Đoan FDA chuẩn thuận sẽ tạo nên sự khác biệt. 888-376-6768. Tâm Đoan trân trọng kính mời. Xin cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Việt Face Today. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu trong tuần, 11 tháng 8 năm 2023. Trung Lưu và Thái Lê Diệp xin chào Thái Ngộ đến quý khán thính giả. Xin chào Thái Lê Diệp và chào tất cả quý khán thính giả của Việt Face TV. Đã gần 3 tuần trôi qua rồi và hôm nay là ngày cuối cùng. Trung Tử Lưu được hân hạnh thay mặt cho anh Dũng và cùng với Tài Lê Diệp. Đây là một sướng ngôn viên rất là giỏi, thưa quý vị. Trung Tử Lưu phục lắm luôn á. Là tự gì á, bạn này đó đều ngồi bản tin tiếng Anh, nhìn bản tin tiếng Anh mà đọc tiếng Việt, mà phải có ngôn ngữ, có văn hóa đàng hoàng. Nên cái điều mà gọi là dường như là khó có ai làm được lắm. Anh Lưu anh quên, vừa tiếng Anh mà còn vừa chơi game nữa. À vợ quên nữa, vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt, vừa chơi game điện thoại trong khi Lưu đọc thì Lưu thấy bấm máy chốc. Có ra tiền không vậy ta? Không, nhiều khi đang gửi tin nhắn cho một số người đó sáng sớm thì ai cũng làm việc cho nên là họ gửi tin nhắn, họ hỏi một số việc cho nên là tôi vừa đọc những bản tin tiếng Anh nhưng mà cũng vừa trả lời tin nhắn. Thay lời nói là sao chứ toàn là nghe tiếng súng rồi. Xin cảm ơn Lưu. Và thưa quý vị, để bước vào với bản tin trong phần này là tin từ chính quyền của Tổng thống Joe Biden, khi mà trong ngày hôm nay Tòa Bạch Ốc cho biết rằng là sẽ bắt đầu một chiến dịch để mà phát triển cái ngành kỹ nghệ, làm sao mà có thể đưa ra một cái công nghệ lấy đi cái chất carbon trong không khí của chúng ta. Đây là một trong những nỗ lực của Tổng thống Biden nhằm đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu. Trong ngày hôm nay là ngày thứ sáu thì Bộ Năng lượng Hoa Kỳ vừa tuyên bố một ngân sách lên đến 1.2 tỷ Mỹ Kim để mà đầu tư vào những công nghệ cũng như là những công ty nào đang có những phát minh mới có thể giúp rút ra cái chất carbon dioxide từ không khí của chúng ta. Chất carbon dioxide là những cái chất thải khi mà chúng ta lái xe thì chất thải nó sẽ, cái chất khói nó bóng ra từ ống bô của xe. Chất thải hay là chất khói là nó tới từ những nhà máy phát điện chạy bằng điện bằng ga, bằng xăng hay cũng như là bằng than. Thì cái chất carbon dioxide nó đang làm cho cái bầu khí quyển càng ngày càng trở nên nóng hơn, khiến cho chúng ta có những cái vụ mà gọi là thiên tai nó càng ngày nó càng khắc nghiệt. Nóng thì rất là nóng, mà hễ mà lạnh thì cũng rất là lạnh. Khi mà mưa gió hay là lũ lụt thì nó cũng rất là nặng nề. Và đây là một trong những chiến dịch của Tổng thống Biden để mà đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu, làm sao mà phải rút carbon dioxide ra khỏi trong không khí. Các hãng hàng không lớn đang miễn phí thay đổi cho các chuyến bay đến và đi từ phi trường Kahului ở Maui, Hawaii do các vụ cháy rừng tàn khốc và buộc phải di tản đang gây diện tích thiệt hại rất là lớn. Bang tiểu bang Hawaii cũng đang không khuyến khích việc di chuyển không cần thiết đến phi trường này. Các vụ cháy rừng bắt đầu vào hôm thứ Ba và ngày 8 tháng 8 được thúc đẩy bởi gió mạnh và điều kiện khô ráo. Những đám cháy đã phá hủy hàng ngàn nhà cửa, cơ sở kinh doanh và cơ sở hạ tầng, đồng thời buộc hàng ngàn người phải di tản. Các đám cháy vẫn đang bùng cháy và vẫn chưa rõ khi nào chúng sẽ được dập tắt. Các hãng hàng không đang chuyển miễn phí thay đổi cho các chuyến bay đến và đi từ phi trường Kahului là American, Southwest, United và Hawaiian Airlines. Hiện đang miễn phí thay đổi cho các chuyến bay đến và đi từ phi trường Kahului. Các hãng hàng không này cũng đang hoàn tiền cho các chuyến bay đã bị hủy do cháy rừng. Điều này xảy ra khi tiểu bang Hawaii không khuyến khích việc đi lại không cần thiết đến sân bay đó, nên khách không được đi. Phi trường được phục vụ bởi tổng cộng 10 hãng hàng không, trong đó còn thêm nữa là bao gồm có cả Delta Airlines và Alaska Airlines. Thưa quý vị, thẩm phán liên bang dự trù sẽ đứng ra chủ tọa một phiên điều trần đầu tiên liên quan đến những nỗ lực của ông Trump muốn lật ngược kết quả bầu cử trong năm 2020.
Vào tuần trước thì chúng ta quý vị nhớ ông Trump đã tuyên bố rằng là mình đã vô tội với 4 tội danh liên quan đến những cáo trạng từ công tố viên đặc biệt Jack Smith. Và trong thứ Sáu hôm nay, các luật sư của ông Trump sẽ phải tranh luận trước tòa án rằng là cái việc mà ông Trump được chia sẻ những bằng chứng cũng như là được như là đưa ra những ý kiến liên quan đến cái vụ kiện này trên các mạng xã hội như thế nào. Chắc quý vị cũng còn nhớ rằng là khi mà ông Trump có đưa ra một cái thông điệp ở trên trang mạng xã hội nói rằng là nếu mà ai mà dám nhắm vào tôi thì hãy coi chừng, tôi sẽ nhắm ngược lại vào người đó. Tôi phiên dịch như vậy qua tiếng Việt thôi chứ thực sự là nói bằng tiếng Anh. Thì ngay lập tức sau đó thì bên công tố viên đặc biệt Jack Smith mới đưa ra một đề nghị cho biết rằng là tòa nên quy định rằng ông Trump không được nói về cái vụ kiện này trên các mạng xã hội, nhất là chia sẻ những bằng chứng mà bên công tố đưa ra cũng như là những nhân chứng mà bên công tố sẽ đưa ra để mà truy tố ông Trump. Thì trong ngày hôm nay, cái vị thẩm phán đó, thẩm phán Tanya Chutkin, một người được bổ nhiệm dưới thời của Barack Obama, phải cân nhắc rằng là cái protective clause này nó sẽ được áp dụng, và nếu mà được áp dụng thì được áp dụng như thế nào. Cái của Hoa Kỳ rất là hay cái chỗ, thưa quý vị, đó là có những người chúng ta nhìn rất là nhỏ, như là ông Smith hay là những cái bà thẩm phán này kia vân vân, nhưng mà qua những cái vụ này thì lại nổi tiếng vô cùng ha. Ai cũng biết đến hết, nó khác những cái quốc gia khác. Thưa quý vị, một cái bản báo cáo mới bao quát nhất về lối sống xa hoa của ông thẩm phán tòa án tối cao là Clarence Thomas vẫn tiếp tục được theo dõi trên báo chí và vẫn là một cái đề tài nóng hổi trên báo chí mấy ngày hôm nay. Một báo cáo mới của tờ ProPublica đã tiết lộ rằng thẩm phán tòa án tối cao Clarence Thomas đã được đối xử với một lối sống xa hoa được tài trợ bởi những người bạn giàu có, bao gồm cả nhà tài trợ của tỷ phú đảng Cộng Hòa là Harlan Crow. Một bản báo khác khác nêu chi tiết cách Thomas đã nhận nhiều quà từ Crow, bao gồm các chuyến bay bằng phi cơ riêng, kỳ nghỉ sang trọng và nghỉ kệ tắc khu chung cư, khu nghỉ dưỡng độc quyền. Thomas cũng được cho là đã nhận các khoản vay không được tiết lộ từ Crow và người bạn giàu có khác. Bản báo cáo đã làm dấy lên lo ngại về việc liệu mối quan hệ tài chính giữa ông Thomas với các nhà tài trợ giàu có thể ảnh hưởng nào đến quyết định của ông tại tòa án tối cao hay không. Ông Thomas đã phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào, nhưng các báo cáo đã đổi mới những lời kêu gọi của minh bạch hơn và các vấn đề tài chính của các thẩm phán phải được xét đoán hơn trong tương lai. Thưa quý vị, tờ Washington Post vừa mới đưa tin rằng là cơ quan TSA trong những tuần tới đây sẽ thay đổi những kế hoạch dành riêng cho những hành khách nào mà đã ghi danh vào chương trình Clear Screening. Bản báo cáo này cho biết là cơ quan TSA thay đổi mà chương trình Clear Screening đứng ra để mà gọi là kiểm tra và như thanh lọc hành khách khi mà họ đi qua những cái trạm rào an ninh. Bản báo cáo của tờ Washington Post nói rằng là hai người đã có thấy được những kế hoạch mới, cho biết rằng là một số người cần phải được điều tra kỹ càng hơn khi mà họ nhận được những cái chương trình mà gọi là clear screening để mà họ có thể đi qua được những trạm kiểm soát này nhanh hơn. Và sắp tới đây thì những người nào mà đang ghi danh vô chương trình clear screening để mà đi qua các trạm kiểm soát an ninh của TSA nhanh hơn đó sẽ nhận được những thông cáo hay là những thông báo về những thay đổi liên quan đến chương trình này. Và thưa quý vị, ông Tổng thống Biden đã có mặt ở Utah ngày hôm qua, ngày 10 tháng 8 năm 2023, để kết thúc chuyến công du 4 ngày đến vùng Trung Tây. Ông đang cố gắng thuyết phục những cử tri còn hoài nghi về những thành tựu kinh tế và lập pháp của mình, đồng thời nhắc nhở các cử tri về những chiến thắng lưỡng đảng của ông ta. Vào hôm thứ Năm, ông Tổng thống Joe Biden đã đến thăm một trung tâm y tế dành cho cựu chiến binh ở thành phố Salt Lake để kỷ niệm một năm kể từ khi đạo luật PACS được thông qua. Thưa quý vị, dự luật lưỡng đảng đó đã cung cấp các lợi ích chăm sóc sức khỏe quan trọng cho các cựu chiến binh đã tiếp xúc với những cái chất độc trong thời gian thời họ phục vụ. Ông Tổng thống Biden cũng sẽ có sự tham gia của Tổng thống đốc đảng Cộng Hòa là Spencer Cox của Utah trong chuyến viếng thăm của ông lần này. Đây là một phần trong cố gắng của ông Tổng thống nhằm nhắc nhở các cử tri
về chế độ lưỡng đảng và khả năng làm việc với những người từ cả hai đảng của ông. Chuyến thăm của ông Tổng thống Joe Biden tới Utah là một dấu hiệu cho thấy ông ta đang coi trọng tiểu bang này. Utah là một bang theo truyền thống của đảng Cộng Hòa, nhưng nó đã trở nên cạnh tranh hơn trong những năm gần đây. Ông Biden hy vọng sẽ tiếp cận được cử tri ở Utah và ông tin rằng việc tập trung vào các cựu chiến binh và chế độ lưỡng đảng sẽ giúp ông làm được điều này thành công. Trở lại với bản tin trong phần này là tin từ New York. Trong ngày hôm nay, thị trưởng thành phố New York, ông Eric Adams tuyên bố rằng là những người di dân bất hợp pháp đang sinh sống tại những trung tâm tạm trú trong thành phố New York sẽ phải có 60 ngày để mà tìm kiếm những nơi ở một cách lâu dài hơn. Chứ còn những cái trung tâm mà gọi là tạm trú qua đêm thì sẽ không đủ cái ngân sách để mà duy trì hoạt động của những cơ sở này nữa. Những người lớn 18 tuổi trở lên mà là thành phần di dân đang sống ở tại đây có 2 tháng để mà kiếm nhà hay là những khu chung cư ở qua đêm trước khi mà nhân viên thành phố bắt họ là phải tự di tản ra khỏi những cái trung tâm tạm trú qua đêm này. Một số các dân cử địa phương đã phản đối kế hoạch mới của thị trưởng Eric Adams, phê bình rằng là đây là một cái chính sách cũng không có nhân đạo cho lắm, khi mà chúng ta vẫn thấy rất nhiều những thành phần di dân bất hợp pháp đang nằm la lết ở trên các đường phố tại New York. Đây là những người đến từ những quốc gia Trung Mỹ hay là Nam Mỹ như là Venezuela, vân vân. Thưa quý vị, một y tá Hoa Kỳ và cô con gái nhỏ của cô ấy đã bị bắt cóc ở Haiti và được thả gần 2 tuần sau đó. Vụ bắt cóc này xảy ra vào ngày 27 tháng 7 năm 2023 và cả hai được trả tự do vào ngày 9 tháng 8 năm 2023 vừa qua. Y tá tên là Alex Dawsonville đến từ New Hampshire và đã chuyển đến Haiti để chăm sóc trẻ em đi học. Con gái của cô không được xác định tên tuổi, nhưng không rõ tại sao họ lại bị bắt cóc. Nạn bắt cóc đòi tiền chuộc đã trở thành một dịch bệnh ở Haiti. Trong vài năm qua, hơn 1.000 người đã bị bắt cóc ở quốc gia này. Nhóm viện trợ nhân đạo Elroy Haiti đã đưa ra thông báo về việc trả tự do cho họ vào hôm thứ Tư 9 tháng 8. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng hoan nghênh tin tức này. Elroy Haiti nói rằng họ đang ca ngợi Chúa vì những lời cầu nguyện để đã được đáp ứng và yêu cầu mọi người không liên lạc với Dawsonville hoặc gia đình cô ấy vì vẫn còn nhiều điều phải giải quyết và chữa lành trong tình huống này. Thưa quý vị, cơ quan tiện ích của California đang coi như là vừa lắng nghe xong nhiều cái lời binh cũng như là lời chống về việc có cho phép các công ty công nghệ triển khai những loại xe robot không người lái để chuyên chở hành khách hay không. Cái việc mà chúng ta dùng cái ứng dụng ở trên điện thoại để mà gọi chiếc xe Uber hay Lyft là một cái chuyện mà phổ thông rồi. Nhưng ngay tại San Francisco hay là cái vùng Bay Area đó, thì những công ty công nghệ có tên là Cruise hay là Waymo đang triển khai những loại xe robot mà gọi là không người lái. Chúng ta vẫn dùng những ứng dụng nào đó để mà gọi xe, rồi họ tới họ rước mình đi đúng theo cái lộ trình mà mình đã đặt sẵn qua điện thoại. Những cái điểm khác với Uber và Lyft là những cái loại xe này không có con người lái mà là tự robot lái. Thì một số người lớn tuổi tới than phiền rằng là cái hệ thống hay là cái kỹ nghệ này chưa chắc là an toàn. Một số các bạn trẻ thì tới rằng nói rằng là họ tin tưởng những cái loại robot này còn sẽ lái xe một cách an toàn nhiều hơn những tài xế, tại vì đôi khi tài xế lái xe đó thì có thể là bị say rượu. Tài xế lái xe thì có thể là vừa lái mà vừa chơi game ở trên điện thoại. Giống như Tyler vậy. Cho nên rằng là họ nói rằng là nhiều khi máy móc lái xe thì còn an toàn hơn là con người lái. Thưa quý vị, và rốt cuộc sau đó thì cơ quan tiện ích của tiểu bang California đã cho phép hai công ty triển khai cái dịch vụ này ở tại San Francisco để làm thí nghiệm. Chứ không phải là đây là một chính sách mà gọi là đi toàn tiểu bang, để San Francisco đi thử trước rồi xem nếu mà nó an toàn thì có thể triển khai ở tại những nơi khác trong tiểu bang. Còn nếu mà thấy nó nguy hiểm hay là gặp nhiều tai nạn quá thì tính tiếp. Cái vấn đề quan trọng là bạn có dám bước lên chiếc xe đó hay không. Có một số người thì
họ cũng thử rồi đó, thì nếu mà đi mà cái tốc độ không có cao mà đi trong cái đường mà gọi là đường trong tiểu bang, đường trong thành phố đó, 35 cây số một giờ hay là 40 cây số một giờ thì chắc cũng không đến nổi. Trong tiểu đường thì vẫn không bước lên được, không dám bước lên đâu. Tại là biết không, lỡ mà mình đang chạy đó, mình nó ngồi đang phía sau đó, một chiếc xe kia bất ngờ ở chỗ khác nó vượt đèn đỏ, nó tông thẳng vô. Những cái tình huống bất ngờ đó chưa chắc là cái xe này nó có thể giải quyết kịp, đối phó kịp, nên chắc là mình vẫn còn sợ. Thưa quý vị, ứng cử viên tổng thống Ecuador là Fernando Villavicencio đã bị ám sát tại buổi vận động tranh cử. Ứng cử viên tổng thống Ecuador đã bị ám sát tại sự kiện vận động tranh cử của ông hôm thứ Tư 9 tháng 8. 6 người hiện đang bị bắt giữ ở Ecuador. Kẻ bị tình nghi nổ súng cũng đã bị chết khi cảnh sát giam giữ, trong khi đọ súng với các cảnh sát. Vụ tấn công này xảy ra ngay sau khi ứng cử viên tổng thống kết thúc cuộc biểu tình tại một trường học ở Quito, thủ đô của Ecuador. Ứng viên tổng thống của quốc gia này, Villavicencio, là một người lên tiếng chỉ trích nạn buôn bán ma túy và tham nhũng ở quốc gia này. Và cái chết của ông là lời nhắc nhở về những nguy hiểm mà các nhà báo và nhà hoạt động phải đối mặt khi lên tiếng chống lại các nhóm lợi ích quyền lực. Cái chết của ông cũng là một đòn giáng mạnh vào nền dân chủ của Ecuador. Ông là một ứng cử viên nổi tiếng có cơ hội thắng cử thực sự. Cái chết của ông có thể sẽ làm nản lòng các ứng cử viên tiềm năng khác ra tranh cử, và nó có thể dẫn đến gia tăng bạo lực và đe dọa các nhà bảo vệ, các nhà hoạt động. Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky vừa mới tuyên bố rằng là tất cả các viên chức chính phủ phụ trách vấn đề tuyển mộ tân binh tại các trạm gọi là tuyển mộ tân binh mà có dính líu đến vấn đề tham nhũng hối lộ đều đã bị cách chức. Ông nói rằng là ông đã có một cái cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia của Ukraine trong một video hôm đưa ra thứ Sáu, và nói rằng một trong những cái vấn đề then chốt sau khi mà đã kiểm tra và thanh tra lại vấn đề ghi danh vào quân ngũ cũng như rằng là tuyển mộ tân binh là có vấn đề, và vì thế cho nên rằng là 112 bản cáo trạng đã được đưa ra nhắm vào các viên chức phụ trách vấn đề ghi danh và tuyển mộ binh lính cho Ukraine. Chắc là trong thời gian qua có vấn đề mà gọi là hối lộ và có vấn đề tham nhũng trong vấn đề mà gọi là tuyển mộ binh sĩ trong hàng ngũ tại Ukraine mới dẫn đến cái bản thông cáo như vậy. Chắc có nghĩa là trốn lính đó. Dạ. Nộp tiền để trốn lính đó. Thưa quý vị, một khu học chánh ở Colorado đang giải quyết tình trạng thiếu tài xế xe bus tại đây. Học khu của quận Jefferson ở Colorado đang loại bỏ một số điểm dừng xe bus thông thường và thay thế chúng bằng các trạm trung chuyển để giải quyết một tình trạng đang ở tại đây, đó là thiếu tài xế xe bus. Điều này khiến một số phụ huynh lo lắng về sự an toàn của con em mình, đặc biệt là những em sống ở vùng xa xôi hẻo lánh. Học khu đang yêu cầu phụ huynh giúp đỡ bằng cách đưa con em của họ đến trường khi có thể, và họ cũng đang cung cấp phần thưởng đăng nhập trị giá đến 23 đồng một giờ cho các tài xế xe bus mới, tức là 23 Mỹ Kim một giờ. Và tình trạng thiếu tài xế xe bus là một vấn đề toàn quốc và nó ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Ở một số tiểu bang, tình trạng thiếu học nghiêm trọng đến mức các trường học phải hủy các lớp học hoặc hợp nhất các tuyến xe bus trở lại. Có một số yếu tố góp phần vào sự thiếu hụt tài xế xe bus bao gồm lương thấp, thời gian làm việc vất vả, dài và phức tạp ngày càng gia tăng của các tuyến xe bus đưa con đôi đón học sinh. Đại dịch cũng khiến việc tuyển dụng và giữ chân tài xế xe bus trở nên khó khăn hơn. Học khu của quận Jefferson đang không phải là một học khu duy nhất đang phải đối mặt với tình trạng thiếu tài xế xe bus. Các quận khác ở Colorado cũng như ở các tiểu bang khác cũng đang thực hiện các bước để giải quyết tình trạng thiếu hụt tài xế xe bus này. Chắc chúng ta đi chuyển qua tài xế xe bus, hy vọng tìm được một tương lai sáng lạng. Thôi anh có nghĩ rằng là sáng sớm nếu mà anh cảm thấy rằng là đọc tin tức nó uể oải đó, anh nghĩ rằng là bây giờ 6 giờ sáng bữa nay hết uể oải rồi. Thưa quý vị, sau 13 ngày, thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã welcome Chung Tôi Lưu, và cảm ơn Thái Lê Diệp rất là nhiều đã cùng đọc tin tức trong 13 ngày qua. Xin tạm biệt tất cả quý vị, và thứ hai này thì đã trở lại gương mặt của quý vị rất là quen thuộc, đó là anh MC nam ca sĩ Anh Dũng. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới, và xin chào. Chương trình Việt Fix Today được bảo trợ bởi
VVogue, sản phẩm đã được nhiều tiệm nail ở Hollywood dùng cho những khách hàng celebrity trong thời gian qua, đã có số doanh thu cao nhất. Với sản phẩm VVogue, tiệm nail của bạn thu hút hàng ngàn khách hàng nhanh nhất, tiền thiếp thợ được nhân cao nhất đã được chứng minh. Tiệm nail của bạn phải thành công ngay ngày đầu tiên khi bạn sử dụng hệ thống VVogue Nail Supply. Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Steven Trans Financial, quý khách muốn mượn tiền để mua nhà hoặc refinance nhưng không có việc làm, không có income, gọi ngay 714-791-2222. Nếu tiền lời không rẻ nhất thì không phải là Steven Trần. Dược mỹ phẩm thương hiệu công thức độc quyền D1 by Tâm Đoàn FDA chuẩn thuận sẽ tạo nên sự khác biệt. 888-376-6768. Tâm Đoàn trân trọng kính mời. VVogue, sản phẩm đã được nhiều tiệm nail ở Hollywood dùng cho những khách hàng celebrity trong thời gian qua, đã có số doanh thu cao nhất. Vivo, sản phẩm nổi tiếng 5 sao Organic Colors Treatment Made in USA, làm láng mịn những gót chai khô, chai nước trầm trọng nhất. Vivo 5 sao Wax Made in USA, wax không đau, không đỏ da. Gel X, Bio Gel và Natural Builder Gel, không hóa chất độc hại, giúp làm dày lên những móng tay đã bị yếu và mỏng. Vivo Dip Acrylic Gel Nail, với hơn 3,600 màu rực rỡ nhất cho 4 mùa. Tất cả các sản phẩm Vivo bảo vệ tối đa sức khỏe của bạn và khách hàng. Vivo, sản phẩm nổi tiếng 5 sao Organic. Liên lạc 855-775-7796. 855-775-7796. Gia Hưng, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ, tự hào phát triển thương hiệu Tamon Japan tại Hoa Kỳ. Tamon KA-777 Mixing Amplifier mới nhất 2023, tổng công suất 4,000W, chống hú cao cấp, âm thanh ngọt ngào, đa dạng kết nối RCA Optical, Bluetooth, HDMI, ARC, USB Recording, ưu đãi cực sốc Boemly KA-777 chỉ 1,399 đồng 99 sen, tặng ngay microphone giá trị 550 đồng dành cho khách hàng của Vietface TV. Nhanh tay liên lạc Gia Hưng, điện thoại 407-704-6970. Nếu ai nói quý vị có thể mua được nhà hoặc refinance mà không cần chứng nhận thuế, không cần chứng nhận income, không cần chứng nhận việc làm, quý vị có tin hay không? Yes, 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 quý vị phải tin là sự thật, bởi vì Steven Trần Financial có thể giúp được cho quý vị. Tiền lời và tiền lệ phí thật rẻ, không rẻ nhất không phải là Steven Trần. Hãy gọi ngay 714-791-2222, chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Tâm Đoan mở khóa bí quyết của làn da trắng sáng. Ca sĩ Tâm Đoan đã tạo ra mỹ phẩm dùng dưỡng da đa hệ thích hợp mọi lứa tuổi, loại da, màu da nam và nữ. Như đã thấy trên đài CBS của Mỹ, sản phẩm D1 bởi Tâm Đoan đã đạt được niềm tin và khẳng định vị trí của mình với một thương hiệu độc quyền trong 4 năm vừa qua, từ thị trường Việt Nam cho đến thị trường Mỹ, ngăn chặn nếp nhăn ngay từ lúc chúng hình thành. Dạ, căng ra luôn, chính xác luôn, những gì tâm non non và khách review lại nói đó là sự thật. Em nào nám lên mũi xài đi, mình nó sáng ra với lại nó mịn ra, nó căng ra rất là căng, chị rất là thích, không phải đi mổ nữa. Đúng mất một viên một phòng đào nhức cái gì nữa, không cần trồng đỡ nữa, cái bú nó nhỏ rồi, ra khỏi mổ. D1 will make the difference. 888-376-6768. Tâm Đoàn trân trọng kính mời. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.